các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Beat ngày hôm nay cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo ở tập số 28 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Soái đang giúp đội điều tra chống lừa đảo phá vụ án lừa đảo qua điện thoại và cuộc sống của Diệp Soái cũng dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của những kẻ lừa đảo. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Diệp Soái say rồi, hôm nay uống quá khả năng của y Mặc dù nói chuyện vẫn rành rọt đấy Nhưng hai mắt mơ hồ Giữa ánh đèn đổ màu long loáng nhìn Phương Huy Đình đứng đó Tự hồ trùng hợp hình ảnh nào đó trong đầu Muốn nhìn cho rõ Nhắm mắt lại lắc mạnh đầu Khi mở mắt ra tới gần một chút nhìn rõ hơn Kết quả hết sức thất vọng Không phải cô ấy Tất nhiên là không phải Phương Huy Đình thấy Diệp Xoái sang tới gần Thì ghét bò đẩy mạnh một cái Tránh xa tôi ra Buông đây mua rượu kinh chết đi được cứ như cô không uống vậy Được rồi Chuyện tiếp theo dựa vào các cô Xong phần của tôi rồi tôi đi đây À không đúng Tôi đi kiểu gì phải đưa tôi về chứ Diệp Doanh nhầm người Đã say lại càng say Muốn về ngủ một giấc Biết đâu mở mắt ra lại thấy cô ấy giống như lần đó Đi đi Tiểu mộc đỗ xe trong ngõ đợi anh đấy Phương Huy Đình chỉ hướng đi trước Diệp Doanh đi chẳng vững Thi thoảng chạy hướng Còn đỡ hơi rượu Loạn trà lạng choàng tới được chỗ đỗ xe tự hồ có vẻ mệt ôm lấy cái cây nghỉ miệng lẩm bầm gì đó phương huy đình nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của y cười nói hôm nay biểu hiện không tệ anh diễn cứ như thật vậy đương nhiên nếu không thì tôi lãng phí mấy năm lăn lộn giang hồ à thực ra tôi có chút không đành lòng làm thế này đập vỡ bát cơm của người ta bọn họ làm chuyện phạm pháp đó là tội họ đáng nhận Đừng nói luật pháp tội phạm với tôi Con người phạm tội là thứ bệnh của xã hội Xã hội có trách nhiệm với con người lớn hơn con người với xã hội Nếu lừa đảo hoành hành khắp nơi Thì đó nhất định là trách nhiệm của xã hội Nếu cô sống cuộc đời không tiền, không thân phận Cũng không có nhà ở Ở cái thời này dù cô có làm gì cũng không phải trách nhiệm của cô Diệp xoái say khướt Ai ngờ nói càng tình càng sâu sắc Phương Nguyên Đình cao mày phản bác như thế sao anh còn giúp chúng tôi lôi ra đám đồng phạm này Anh thông cảm với họ như vậy mà Tôi chẳng hiểu anh Anh làm thế vì cái gì Vì Diệp Soái đứng thẳng lên Mắt nhìn về phía vô định nào đó lẩm bẩm Vì một cô gái Phương Huy Đình biết y sai rồi Tranh thủ hỏi Ai thế Một cô gái xinh đẹp Tôi thích cô ấy Cô ấy ở trong lòng tôi chính là À không nói cho cô biết Diệp Soái say lắm rồi, nhưng tự hồ trong tiềm thức vẫn có thứ gì đó cản lại, y không nói ra, loạn trọn bỏ đi. Phương Nguyệt Đình vội vàng đi theo, trong lòng gần như coi cô gái mà Diệp Soái nói là mình, đối với phương thức bày tỏ khác biệt này, cũng, cũng không phản cảm. Cách đó một km, Tiểu Mộc đợi trong xe hơn 2 tiếng chạy ra đỡ Diệp Soái về xe, lòng ghen tị vô cùng, người ta có mỹ nhân bồi tiếp, ăn uống no say, còn mình được khoáng bánh mì ăn tới đau dạ dày. Giữa người với người sao khác xa nhau đến thế Khi Diệp Xoái uống say được đưa về nhà Thì một tấm lưới lớn âm thầm răng ra Từ thực giao dịch Mười cơm gì đó đều là giả Đối với tổ công tác Vất vả mười mấy ngày không có thu hoạch gì Đã nóng lòng truy cho cùng manh mối này Xa lưới trước tiên là ngũ hoa Chẳng đợi tổ công tác ra tay Thì tiếng này đã rơi vào tay cảnh sát giao thông đội. Xem ra cũng là loại ngông nghênh lắm Xuống xe cãi nhau với cảnh sát giao thông giữa phố Chẳng cần kiểm tra đồng độ cũng còn biết vượt xa tiêu chuẩn cho phép. Cảnh sát giao thông bắt luôn cả người lẫn xe, mang về đại đội cảnh sát giao thông số 3, xác nhận thân phận là Ngũ Hoa Đông cho vào buồng tạm giam. Nửa tiếng sau, người tổ công tác tới tiếp nhận, kiểm tra xe phát hiện số tăng vật đầu tiên hơn 40 tấm thẻ ngân hàng. Bắt tay không bắt, bắt thế nào, tổ công tác vẫn còn chân chừ. Dù sao, tổ thực điều của cảnh sát hình sự điều tra không kết quả, nếu để hai nhân viên ngoại vi như Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy Mo đã được manh mối trọng đại, bên hình sử không phải bẽ mặt hay sao? Phó chính ủy đồng phụ trách chỉ huy cũng do dự, kế hoạch ban đầu là ngầm điều tra tìm hành vi phạm pháp, sau đó triệu tập chính thức, không ngờ đột ngột xuất hiện số thẻ ngân hàng này làm phó chính ủy đồng ra lệnh. Không đợi nữa, không chế người trước. Nếu muốn không chế thì phải có cớ, số thẻ ngân hàng trong xe của Ngũ Hoa đúng là tặng cho trinh sát viên một cái gối ngủ đúng lúc. 11 giờ, chính sát viên gõ cửa một tiểu viện ở sâu trong ngõ Nam Trấn. Đã mở cửa là một phụ nữ. Chính sát viên lúc này chưa biết tên tuổi thật của lão ngoại. Tìm cảnh sát khu vực tra không kịp. Đi vào đem tướng mạo đặc trưng ra hỏi chủ hộ. Biết được hắn họ từ tên dự sinh. Trực tiếp nói. Đúng người rồi. Chúng tôi tìm từ dụ sinh. Căn cứ vào lời khai của nghi phạm Ngũ Hướng Đông. Từ dụ sinh liên quan thiết vụ án lừa đảo. Chúng tôi sẽ đưa người đi. Thực ra không cần tốn công thế Ở đất nước mà chưa thể tính là có không khí pháp chế này Chỉ vài chính sát viên là đủ dọa người đôi Thấy người phụ nữ kia sắc mặt không đúng là liền xông vào phòng bắt người Từ dụ sinh đang nghe co co trên bàn của đống thành ngân hàng Có lẽ là trước khi ngủ mang ra đếm để mai giao dịch Thế là đỡ luôn công đục soát Hai nghi phạm ôm bồng phát tay này đoán chừng không coi bán thành ngân hàng là chuyện phạm pháp Chừng một giờ sáng, chỉ còn lại hai nghi phạm mất dấu cũng đã được định vị lại Trinh sát viên mò tới một tòa nhà ở khu thương mại phía bắc thành phố Được bảo an giúp đỡ đi lên tầng 6 Đây là nghi phạm số 4 Chính là Đậu Nha, Đậu Học Văn Kỳ quá là sau khi lên taxi đi qua chợ đêm Thì hắn thoát khỏi theo dõi tín hiệu cũng biến mất Từ dụ sinh cũng không biết nơi ở của người này Trực giác của trinh sát viên Thì người tướng mạo càng không có gì đáng nói Thì vấn đề càng lớn Khi bảo an mở cửa trinh sát viên xông vào không chế phát hiện ra một nam một nữ sau một hồi la hét cũng không chế được hiện trường thực sự làm người ta mở động tầm mắt ba gian phòng có chín máy vi tính từ ngăn kéo tìm ra ba máy quét thẻ trên bàn vứt bừa bãi tấm thẻ trắng không ký hiệu đúng là cá lớn đôi riêng số thẻ trong phòng là hơn bốn trăm cái còn có mấy thiết bị không nhận ra về sau theo bên kỹ thuật nói đó là máy chế tạo thẻ trong truyền thuyết giá chợ đen tới mấy vạn Nói cách khác chỉ cần biết rút thẻ và mật mã Nơi này có thể làm ra thẻ giả rút được tiền Đây là trọng tội rồi Niềm vui bất ngờ Phân chấn lòng người Báo cáo của trinh sát viên tức thì kinh động Tới cả phó cục trưởng Lô Khải Minh đã nghỉ ngơi Nửa đêm khuya khoát trái tinh hiện trường chỉ huy Trung tâm giám sát giữa đêm sáng được đèn Bận rộn tiêu tít Người đang gửi vào Xe cảnh sát cũng chuẩn bị Để thẩm vấn ra thông tin là lập tức đi bắt người Nửa tiếng sau khi đầu học văn xa lưới, trinh sát viên rốt cuộc tìm được cơ bá trong một quán nét nhỏ sâu trong ngõ vòng veo như trận đồ bắt quái. Tên này đang tưng bừng la hét chơi trinh đổ. Có điều người này không mang lại niềm vui bất ngờ nào. Sau khi dẫn người tới nơi thuê trọ tìm kiếm không có thu hoạch gì, muốn giữ người phải có lý do bị bảo vệ người tố cáo nên chuyện xảy ra ở nhà hàng không thể lấy làm cớ. Chuyện này không làm khó được trinh sát kỹ thuật, không trả ra thứ gì thực chất có điều khi tìm kiếm trong máy vi tính Phát hiện hơn 1.000 bộ phim cấp 3 Tốt rồi Thế là có cứ Truyền bá văn hóa phẩm đôi trụy A Giữ luôn cả người lẫn máy vi tính Đừng chất vấn trình tự của cảnh sát có hợp pháp không Quy định và thực tiễn Pháp chế và chấp pháp là hai khái niệm Người nước ta bao gồm cảnh sát Chưa bao giờ hoàn toàn làm theo luật pháp Kệ người khác chỉ trích ra sao Việc luôn cần có người làm thẩm vấn trọng điểm đặt vào từ dụ sinh có tiền án ăn trộm và đầu học văn có hành vi phạm tội nghiêm trọng nhưng thực tế lại không mấy liên quan tới vụ án lừa đảo mà họ đang điều tra ngược lại tên béo cơ bá chưa từng đối diện với thẩm vấn đun đẩy khai báo một đống nguồn đề đại khái giống báo cáo của phương vi đình quy trình bình thường là tới công trường trường học ga tàu hỏa thậm chí là chạy thu nhận người cơ nhỡ thu mua thẻ ngân hàng không có số dư sau khi thay đổi mật mã thống nhất bán cho người có nhu cầu quá trình thẩm vấn rất tỉ mỉ thời gian địa điểm ở đâu giao thẻ cho ai vắt kiệt thông tin suốt 2 tiếng thông tin cha ăn khớp với manh mối về những tấm thẻ ngân hàng cha ra trong vụ án lừa đảo điều này có nghĩa là người mua thẻ rất có khả năng trực tiếp liên quan tới vụ án lừa đảo phó cục là khẩn cấp hạ lệnh phong tỏa đội đồng thời ngay trong đêm điều chi đội hình sự thẩm vấn 4 nghi phạm bán thẻ tra xét nguồn thẻ tin tức phong tỏa rồi có điều xe cảnh sát ta vào lại căng nhiều 6 giờ sáng, căn cứ vào lời khai của nghi phạm, nhân viên thực địa lại triệu tập 17 người bán thẻ khác, hiện trường thu được các loại thẻ và công cụ chế tạo, một sản nghiệp lớn cỡ này thì không đơn giản là tụ hội và bán thẻ nữa rồi. Khi trời sáng, danh sách nghi phạm vẫn kéo dài, cái nghề ẩn dưới mặt nước dần hiện lộ diện mạo đáng sợ của nó. Tiểu khu khí tưởng, phố Đông An, Phương Huy Đình mơ màng nghe thấy tiếng xe và tiếng chuông reo vào lớp của trường tiểu học bên cạnh, tức thì bò dậy, cố gắng mở đôi mắt cứ díp vào kia nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ hơn rồi, cô hét lên một tiếng, mặc mỗi đồ lót, cứ thế nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, hoảng loạn chạy ra mồm vẫn ngậm bàn chải đánh răng, tìm ví, tìm y phục, thi toàn còn bố đầu vẫn hơi choáng. Hôm qua uống rượu nhiều quá là kiếm năm xuân nữa chứ, uống thiểu đất êm, nhưng hơi rượu bốc lên một cái là mắt díp vào, còn nhớ mình đưa dịp Doái về Nhưng không nhớ Lúc mặc quần áo mẹ cô ở ngoài phòng hỏi Đinh đinh hôm nay con chưa được nghỉ à Không nghỉ à Án còn chưa xong ạ à? Phương Huy Đình trả lời Thật đúng là không nên xuống cơ sở mà Đến mùng 1 tháng 5 mà không được nghỉ Cảnh sát nhân dân cũng không thể vì nhân dân mà mệt thành như thế chứ Mẹ cô than vãn Có cách nào được ạ à? Muốn lên chức lên cấp Đều phải có kinh nghiệm cơ sở Con cũng đâu muốn xuống À mẹ ơi Hôm qua ai đưa con về thế Sao con chẳng nhớ gì cả Phương Huy Đình mặc xong cảnh phục Đi tìm mũ Đang ngoài thì mẹ cô đang ăn bữa sáng Mẹ cô làm một cục khí tượng Mỗi ngày làm bữa sáng còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết Ngày nghỉ cũng không thay đổi Nghe khuê nữ hỏi Mẹ cằn nhằn Tiểu mộc chứ ai Mẹ nói con này Đình đình Con có nhỏ nhít gì nữa đâu Một cô nương lớn tướng rồi mà uống say thành ra như thế này Mày nhờ Tiểu Mộc đưa về đấy Này giúp của con và Tiểu Mộc là thế nào hả Mấy thấy nó trông thật tà ngoan ngoãn lắm Cha mẹ làm gì Mẹ đừng đoán linh tinh Sợ con không gả đi được à Nam nhân theo đuổi con có mà xếp thành cả liên đội Mũ của con đâu rồi Phương Nguy Đình cuốn cả lên Tìm chẳng thấy mũ đâu Mở cả tù cha tìm Nơi này lục lọi linh tinh Cứ cái tính đoạn đoạn Người mẹ tìm thấy mũ trên cái sofa Vẫn dục con gái Vậy con mau dẫn một đứa về cho mẹ xem nào Đáng lẽ không nên cho con đi học cảnh sát Từ khuê nữ xinh đẹp Biến thành đứa con trai rồi Chuyện tìm đối tượng phải tranh thủ chưa công tác thì có bao giờ hết đâu Đừng nghĩ vòng gì vào cha con Ông ấy muốn tiền chẳng có tiền Muốn quyền chẳng có quyền Đã muộn giờ thì chớ Lại phải nghe bài ca muốn thùa của mẹ Phương Huy Đình bất lực Mẹ sao mẹ vội đuổi quan đi thế Đợi con gà đi rồi sẽ không về thăm mẹ nữa Gớm tôi thèm lắm mấy Có cô ở nhà chỉ phiền thêm Này rồi ăn xong ăn đi Cứ bỏ bữa sáng như thế đến lúc đau dạ dày Thao hồn mà khổ Vâng vâng chứ đừng có sẽ ăn Hai mẹ con đấu khẩu vài câu Chuyện thường ngay rồi Phương Huy Đình lòng như lửa đốt Cầm bát cháu lên hút vài miếng Cầm hai cái bánh bao chạy u u ra ngoài Kệ mẹ ở trong nhà than vãn Khi xuống lầu xem đồng hồ thì đã 8 giờ rưỡi Chuyến này xong rồi không đi xe điện nữa Phương Huy Đình chơi sang bắt taxi báo địa điểm Vừa chỉnh trang phục vừa ăn bánh bao Làm lái xe buồn cười lắm Nhìn là biết cô đường này muộn giờ làm rồi Vội mà dù không nói tới lập công Thì cũng còn cái hóa đơn mấy nghìn trong ví đây này Chị vội chứ Xuống xe một cái Phương Huy Đình bất chấp cả hình tượng Chạy nước rút vào trung tâm giám sát Nhìn xe đi ra đi vào đơn vị là biết có chuyện lớn rồi Xe nhiều hơn bình thường gấp đôi Một là thêm muộn sợ bị lãnh đạo bắt được dù sao từ trên cục xuống cơ sở rèn luyện phải để lại ấn tượng tốt mới được Nếu không thời gian qua vất vả phi công à Hay là cô lo cho hành động tối qua không biết kết quả thế nào Đáng tiếc mình uống thực sự quá nhiều Không tham gia hành động cũng không biết cha ra manh mối gì không Nếu không có thì mình chết Manh mối này là do mình ra sức thuyết phục chính ủy đồng Lãnh đạo đồng ý rất miễn cưỡng Chạy tới cổng đơn vị Bất ngờ là trước cổng lập trạm gác nghiêm ngặt như thời chiến Còn kiểm tra giấy tờ đi gấp vào trong lầu Thấy mấy nhân viên thực địa đi ra Cô vội gọi một người quen Tiểu hứa đi đâu đấy Bắt nghi phạm Chị Phương chị giỏi thật đấy Chàng trai đó không dừng bước Vừa đi vừa dương ngón tay cái Nhảy lên xe cảnh sát Phương Huy Đình căng trăng hiệu di Đi lên lầu Tổ công tác ở tầng 3 tầng 4 đó loạn đôi Trung điện thoại reo không ngừng Chính ủy đồng đang không ngừng ra lệnh Không khí vẫn khẩn trương Vài phần trột giả Phương Huy Đình đón rén trở về phòng Vừa đẩy cửa một cái liền giật mình Dân phòng bình thường có bốn người Giờ thành mười mấy người Ánh mắt đồng loạt nhìn cô Lạ lắm, lạ vô cùng Không giống ánh mắt giữa các đồng chí với nhau Cái đám đứa cảnh sát kinh tế này Giống nữ nhân bình thường Đầu đá lẫn nhau, nói sâu sau lưng Buồn dừa hóng chuyện Nếu muốn một nữ nhân vừa mắt một nữ nhân khác Vừa còn khó hơn nhìn nghi phạm vừa mắt Mình đường hoàng đi muộn một tiếng đồng hồ Nếu như để họ đồn thổi linh tinh Thì chuyện xuống cơ sở này của mình coi như xong Xin lỗi xin lỗi tôi tới muộn Phương Huy Đình đô đít xin lỗi Thái độ thành khẩn Vội vàng về chỗ Thậm chí không dám lý do gì cả Xin lỗi một thôi Việc mà người ta cứ nhìn theo mình Cười rất giả Mọi người làm sao thế Sao lại ở hết chỗ này Wow không phải chứ Chỉ làm chuyện lớn như thế Mà còn hỏi vì sao chúng tôi ở đây à Một nữ cảnh sát ngồi trong máy vi tính nói Vì chị Phương mà kỳ nghỉ của chúng tôi bốc hơi đổ đấy Toàn bộ quay về đội còn điều động luôn cả trực ban Nữ cảnh sát khác cong môi lên bất đắc dĩ Cũng may còn có một người cung cấp thông tin dường ngon cái lên Chị Phương giỏi thật Nghe nói hôm qua chị một mình thâm nhập huyệt thổ, Một bữa cơm câu được mấy con cá to Phương Huy Đình hiểu mà cũng không hiểu lắm Dè dặt hỏi Cá to À các cô nói mấy tên bắn thẻ à Vừa nhắc tới chuyện vụ án hôm qua một cái các cô cảnh sát quên công việc bàn tán sôi nổi nói vụ án này đúng là hoang đường người bảo vụ án lớn không ngờ nghi phạm hai mấy rồi chưa tính dinh liễu huy động tất cả chi cục hình sự chuyên này bọn họ bận rộn tất nhiên trong lời nói khó chính khỏi thể hiện hâm mộ phương huy đình dù sao cô là người lôi nam manh mối trong vụ án bê tắc làm phương huy đình càng nghe càng mừng thành công rồi có manh mối rồi còn làm manh mối lớn bà cô đây không cần sợ phải trả cái hóa đơn kia nữa Nhớ tới tiểu mộc Hỏi hắn đâu Các cô gái anh chỉ phòng bên Nói là họ chiếm chỗ Đôi hết năm cảnh sát đi Lập nên vùng trời điên Tiểu mộc đang dựa vào tường ngủ gà ngộ gật Thấy Phương Huy Đình xuất hiện Tinh thần phấn chấn hẳn Hắn cầm cái bật lửa Zippo Cười híp mắt với cô Cô cũng bật cười Mánh khóe tối qua là ở đây Chiếc bật lửa Zippo vàng Dù ai không hút thuốc cũng thích Chỉ có điều nó là sản phẩm của phòng kỹ thuật Tiến bốn nghi phạm về bọn họ ân cần tặng thuốc lá tặng bật lửa chính là để theo dõi về tới hang ổ bên cạnh chính là phòng tăng vật nhìn đống tăng vật đem về phương quy đình không dám tin tới gần tiểu mộc hỏi nhỏ số này đều là hôm qua mang về à đúng thế chị phương chúng ta lập công đầu rồi tiểu mộc dù mệt mỏi vẫn không che lấp được hưng phấn nghe tài phương quy đình thì thầm bắt được cá lớn làm đám hình sự hâm mộ đỏ cả mắt Vậy có liên quan tới vụ án lừa đảo không? Có Nghi phạm đúng là thông qua đám trung gian này Mua lượng lớn thành ngân hàng Chỉ cần qua hôm nay thì nào cũng khóa được nghi phạm Lần này chúng ta vỡ bờ Đừng làm giả thành ngân hàng đổ thành vụ án riêng Phương Quy Đình thở vào nhẹ nhõm Lúc này thấy đống tăng vật trở nên vừa mắt Vừa đối chiếu danh sách Vừa nhìn tăng vật bày trên bàn hội nghị hình bầu dục Tiêu Mộc lại nói Nó đã chưa chắc chị đã tin Có nhớ tin ít tuổi nhất Trông giống giá đỗ không Hắn lại là tiên làm lớn nhất Trong máy vi tính có cả phần mềm lập trình thẻ Hắn tốt nghiệp khoa vi tính đấy Hai bằng có giấy chứng nhận lập trình viên Ngầu thật Tự biết làm thẻ ngân hàng Chính là cái này à Phương Huy Đình chỉ cái hộp bằng cơ hộp trang điểm Chính là nó Chỉ cần biết mật mã thẻ 10 giây sau có thể làm ra một thẻ Còn cái này nữa Từ mộc chi thiết bị điện tử Ngay cả bên kỹ thuật của chúng ta cũng lần đầu thấy Sản xuất ở Đài Loan có thể phát giải đại bộ phần thẻ mạnh GSM. Trong máy vi tính của hắn, riêng phần mềm phát giải mật mã đã hơn 20 loại. Trong di động của hắn, một SIM có 14 số, có thể tùy ý thay đổi SIM các nước. Hôm qua may nhờ có cái bật lửa này, nếu không hắn thay số một cái là chuồn ngay. Cha đã được bao nhiêu thẻ ngân hàng? Gần 2000 cái. Chuyện làm ăn này căn bản không phải chỉ mấy người làm. Hôm qua tôi còn không tin Diệp Soái nói, giờ mới biết còn nghiêm trọng hơn nữa, sắp hình thành chuỗi sản nghiệp chứ đùa có người liên hệ với khách có người phân phối số lượng lớn có người gia công chế tác người chuyên đi thu gom đám này mà tụ lại một chỗ thì mở luôn cả ngân hàng chứ đùa đúng thế thật trong lúc hai người đang thì thầm với nhau thì có người gọi một đường duy là thư ký của cục trưởng lưu người kia thấy phương huy đình liền nói thêm vừa văn Pháp cục lô cũng đang tìm họ hai người mừng thầm chắc là được lãnh đạo cổ vũ biểu dương rồi bọn họ là cảnh sát nhỏ không thân không thế tất nhiên quý trọng rời khỏi phòng vật chứng từ trước phòng tổ trưởng bên trong có tiếng nói chuyện thư ký giải thích phó cục lô và chính ủy đồng đang báo cáo với chuyên viên sở tỉnh và lãnh đạo cục tình hình mới nhất cục trưởng lưu muốn gặp người đầu tiên mò ra manh mối nghe thế tiểu mộc có chút căng thẳng kéo tay thư ký này lát nữa tôi phải nói gì tôi làm sao biết anh phải nói gì dù sao đừng nói linh tinh Thư ký chẳng buồn chỉ dẫn người vừa nhặt được công lao lớn Cậu ngốc à Phương Huy Đình mắng nhỏ Là do lãnh đạo chỉ huy chính xác Tập thể đoàn kết nỗ lực Chúng ta đã lần theo vô số manh mối rồi Có một cái chính xác là chuyện đương nhiên Đừng khoe công sẽ có công Tôi có công gì mà khoe Tôi ở trong xe ngủ gật Chỉ không chẳng có công Chỉ uống say tí mức đi làm muộn Tiểu Mộc khẽ lẩm bẩm Phương Huy Đình chẳng giận Làm vẻ mặt chỉ đạo Nhắc cậu vì muốn tốt cho cậu Có điều đoạn này lực bỏ đi đấy Thư ký lên gõ cửa Bên trong gọi vào Đúng nửa tiếng sau mới thấy Mộc Đường Duy và Phương Huy Đình Từ văn phòng tổ trưởng tổ công tác đi ra Lúc vào và lúc Đà nghiệm nhiên là hai dáng vẻ khác nhau Không ngoài dữ liệu Quả nhiên là biểu dương miệng Vinh dự không nhất định phải là thứ đáng tiền Có điều cấp cho một phần thể diện Đủ thêm một phần hư vinh đôi Bữa ra ngoài đóng cửa lại Hai người giờ nắm đấm nhìn nhau cười đắc ý nếu không phải khu làm việc Có khi đánh nhảy lên là hết đấy chứ Chuyện này thực sự đáng đắc ý Phó chính ủy đồng ở trước mặt các lãnh đạo Khen tiểu mộc chịu khó làm việc Không than vạn quán trách Lần trước cha hang ổ đa cấp còn bị thương đam viện Còn phó cục lô không tiếc lời khen Phương Quy Đinh Đầu óc linh hoạt, tiêu duy nhanh nhảy Nói thế nào nhỉ, không thua kém Nam Nhi Để ở bộ phận tuyên truyền của Cục Công an thành phố Thực sự lãng phí tài năng Lãnh đạo cục khen ngợi quân biểu thị sớm nghe danh hai đồng chí Lại còn bóp méo sự thực giới thiệu với người sự tình hai đồng chí này là nòng cốt của tổ phá án lừa đảo Trên tỉnh xuống hai vị Một sư trường ban kinh tế Một là thành viên của tiểu đội lãnh đạo chống lừa đảo kinh tế mới thành lập Là cán bộ cấp phó dự Cũng khen ngợi hai đồng chí trẻ là anh hùng xuất thiếu niên Sau đó bàn tới đường lối phá án Hai vị cấp trên thao thao bất tuyệt nào là vụ án lừa đảo xuyên khu vực xưa nay luôn khó điều tra thường ra tay từ manh mối quanh nghi phạm để lại đào sâu tìm kỹ mò ra manh mối có giá trị nhưng lần này không chỉ ngay lập tức tìm ra tung tích nghi phạm còn mò ra cả loại tội phạm khác ẩn mình rất sâu đó là chế tạo thẻ giả phải coi đây là đường lối phá án mới cứ cái gì nâng lên tầm lý luận là ghê rồi tiểu mộc nghe mở lưu lưỡi cảm tưởng người ta đang nói tới ai chứ không phải mình khi lãnh đạo hỏi tới đường lối tư duy tìm ra manh mối Điều đầu tiên hắn ghi tới Người liên tục đả kích minh Nở thật người giả biểu thị Kỳ thực tôi không làm gì cả Tất cả được lãnh đạo bố trí tỉ mỉ Tôi chỉ làm theo bố trí Sau khi điều tra không có kết quả Tôi nghĩ vấn đề khả năng do Cách chúng ta suy nghĩ thủ pháp kẻ lừa đảo Nghi phạm đã dám rút tiền Tức không sợ chúng ta tra Vậy tra theo manh mối người rút tiền Lẫn thẻ là vô ích Vấn đề khả năng ở nguồn gốc của thành ngân hàng Cộng thêm tin tức do nội tuyến của chúng tôi cung cấp Tìm tới người trung gian đây vốn là tin tức nhiều nghi vấn Nhưng nhờ lãnh đạo coi trọng nên có thành quả hôm nay Lãnh đạo cục lẫn người sở tính nghe tiểu mục nỗ lực không quên tập thể Càng tán thưởng nói chuyện càng thoải mái vui vẻ hơn Khi hỏi tới Phương Huy Đình Cô trả lời càng mạch lạc Không thiếu được khoe chuyên ngành một phen Nó thẳng mỗi loại tội phạm đều biểu thị một loại bệnh tâm lý Cái lừa đảo biểu hiện ra loại tâm lý cầu may và đầu cơ Chỉ kiếm tiền còn thỏa mãn cảm giác tâm lý Dưới sự thu thúc tâm lý này tư duy của chúng các người thường nên điều tra về cân nhắc từ quy tích tâm lý của nghi phạm men theo đó sẽ tìm ra sơ hở trong thủ pháp của chúng chuyện hôm nay là một minh chứng quả này còn khen nhiều hơn lãnh đạo tỉnh bộ tài nói người trai tuổi này suy nghĩ mới mẻ dùng chuyên môn và thực tiễn tiền đồ vô lượng đúng đúng là tiền đồ vô lượng đấy lãnh đạo cấp tỉnh cũng khen đôi đợi lúc xét lên cấp lại còn chẳng thuận lợi sao khi đang ngoài rồi tiểu Mộc lưng lưng đại bộ phận anh em tốt nghiệp xuống huyện hoặc là đồn công an lần này lập công đôi có khi được trực tiếp vào chế độ hình sự ấy chứ anh ngờ phương huy đình mắng mặt cậu dày thật đấy trộm luôn lời của diệp soái nói ra tiểu mộc hơi xấu hổ có điều nhìn phương huy đình cũng đang mừng đáp mặt phản bác chị phương chị đừng có chỉ trêu tôi tôi tuy mượn lời diệp soái nhưng nói có chứng có cứ còn chị thì nói cái gì mà tâm lý nghi phạm Được mười mấy ngày rồi Chúng ta cứ như rồi không đâu Nếu cách của chị mà dùng được Thì chúng ta phá lâu rồi Á, à, châu tôi hả Tôi dựa vào phân tích tâm lý Nên tin Diệp Xoái Tôi báo cáo liên tổ xin thực hiện kế hoạch Còn cậu nói Diệp Xoái lừa ăn lừa uống Ngồi trong xe đợi còn không vui Hà ha chị Phương Dù gì tôi cũng đưa chị về mà Đừng biêu mặt tôi chứ Nhưng mà chị có thấy chúng ta hơi... Có hơi cô hơi làm sao ấp uống gì phương huy đình nghi hoặc thì cô hơi mặt dày vô gì quá không ý tôi là hai chúng ta có làm gì đâu tới nhà diệp tiền bối ăn trực một bữa quay về chỉ lại ăn uống một bữa nữa tôi thì ngủ gật trên xe sau đó sáng hôm sau chúng ta thành anh hùng tôi cứ thấy trột dạ thế nào ấy Tầm mộc đột nhiên nói mắt nhìn hai đầu hành lang như trộm Sợ người ta biết sự thực công thần gì chứ bọn nọ chỉ ăn với ngủ nói ra đúng thật tiểu mục ngủ gật không cần nói phương nguyên đình tuy đúng là xin phép lãnh đạo nhưng mà khi ăn uống cô thậm chí chẳng nói được mấy câu tiếp đó say rượu ngủ tới tận sáng nghi phạm do diệp soái chỉ ra bắt là do tổ thực địa hai người chào cô công gì thế cậu định làm sao nói hai chúng ta chẳng làm gì cả cậu suy nghĩ như vậy là không đúng cậu phải nghĩ thế này hai chúng ta tóm được diệp soái giúp cha con họ đoàn tụ Chính nhờ thế mà vô tình tìm năm manh mối Đó gọi là làm việc tốt được trời phù hộ Nếu không có chúng ta Diệp Doái liệu có tự dưng đi chỉ đang nghi phạm không Trong tổ có người mà bắt không Chị nói đúng thật Cứ mà tôi vẫn thấy có gì đó Ý tôi nói là về chuyên môn cảnh sát Chúng ta không làm được gì Mà công lại nhận hết đôi. Tiệm mộc vẫn còn xấu hổ Dù sao mới tốt nghiệp thôi Còn non nớt lắm Thật thà lắm chưa bị xã hội vấy bẩn hay là chúng ta hết giờ làm mời anh ấy một bữa cơm Chị có bận gì không Được cậu hẹn đi tôi không bận gì Phương Huy Đình gật đầu Cậu này đáng để tên đó xem một bữa Tiểu Mộc mặt tươi hớn hở Lấy di động ra gọi cho dịp Xoái Vừa nói mời cơm Không nhiều có chuyện gì mà mặt khó coi Như có biến cố vậy Vừa kết thúc điện thoại đã bực bội Anh ta không để mặt chút nào Chỉ có biết anh ta nói gì không Nói gì Phương Nguyên Đình không hiểu Mới ăn cơm mà còn nói lời khó nghe à Anh ta bảo hai nam nhân ăn cơm với nhau Có gì hay ho Không đi Tôi bảo có cả chị Phương Anh ta lại nói Hai nam một nữ bất ứng Không đi Tiểu Mộc cứ như bắt tử không hợp với Diệp Soái vậy Chuyện tốt hay chuyện xấu đều có thể cãi nhau được Hãy kệ anh ta đi Hôm nay có khi anh ta gặp chuyện gì không thuận lợi rồi Thôi để tôi Phương Huy Đình lấy di động ra Vừa gọi một cái Bên kia nhận máy luôn Thế là nụ cười càng thêm phần rực rỡ Alo Diệp Xoái Anh làm gì đấy Sao nói chuyện với Tiểu Mộc như vậy Tối nay tụ tập không Cảm ơn anh chuyện hôm qua Tiểu Mộc nhìn nét mặt Phương Huy Đình Đó là nụ cười phát ra từ nội tâm Hắn lại thêm chút đố kỵ Ngày ngày ở bên nhau mà chẳng thấy cô nhẹ nhàng đi ăn mấy câu Chẳng lẽ hai người này có ý với nhau Đột nhiên nghĩ tới đó Tiểu Mộc càng ngủ rũ Bảo sao người ta cứ hay nói Đào ngon bị lợn gặm hết Ý có biến rồi Nụ cười trên mặt Phương Huy Đinh dần biến mất Giọng cũng hạ thấp xuống Không biết nói cái gì Đột nhiên sầm mặt Sau đó tắt máy không có dấu hiệu gì cả Mím chặt môi Mũi hít thơm mạnh Bộ dáng cứ như là muốn đánh nhau Tiểu Mộc theo bản năng tránh xa một chút Khỏi chúng phải tay bay vào gió Không biết vì sao mà trước mắt thành đang như thế Phương Huy Đình hít thở muộn hồi Có vẻ điều tiết phần nào Nghiến răng nói Loại người gì thế không biết Dám nói với tôi là đi tiếp thị đồ uống không có thời gian Thế là tôi còn không quan trọng bằng mấy kết đồ uống à Thì đã mỹ nữ bị ngó lơ sự hút bị nghi vấn Cho nên mới tức giận như vậy Cứ mà cũng lạ Tên đó chẳng phải háo sắc lắm mà Tiểu mộc khó hiểu tự nhiên lại đổi tính Phương Huy Đình còn tức giận hơn cả vì xăm sỡ Nhất là ngay trước mặt Tiểu Mộc Thấy mất mặt vô cùng Thèn quá hóa giận nói Tiểu Mộc hết giờ làm đừng đi Chị mời cậu Tìm ra minh mối trọng đại như thế Chúng ta phải chúc mừng Tiểu Mộc nuốt nước bọt Chưa gì hắn đã thấy bữa cơm này khó trôi Đại đồng quan cánh ngõ nhỏ Tiểu khu quang minh Trong khi ổ thanh niên lời Vừa qua lễ lao động quốc tế Diệp Doái đặt điện thoại xuống Tiểu Mộc tính cũng tốt nhưng quá đàng hoàng nói chuyện khó mà hòa hợp còn về phương uy đình đúng là mỹ nữ thật y cũng từng động lòng chỉ là bây giờ không hứng thú với chuyện nam nữ mà phải nói thẳng ra là hiện diệp Xoái chẳng hứng thú với chuyện gì cả hôm qua tích cực như thế là vì vụ án giờ làm xong điều cần làm rồi giờ nhận lời mời giống để cảm ơn kia thì quan hệ giữa người và người Mà dư biết lợi dụng quá rõ ràng thế nên diệp Xoái từ chối lời mời của hai người còn nguyên nhân sâu xa hơn nữa Mỗi lần nghĩ tới tang nhã Nghĩ tới đêm tiêu hồn đó cùng cô Mọi cô gái bên cạnh liền trở nên thua kém Có chút cảm giác Từng trái bốn biển mang di nước Cô gái đó đến cũng nhanh Đi cũng nhanh Tựa như là gió thơm Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Diệp soái Lúc này đây Diệp Xoái chẳng muốn gặp ai Chẳng muốn quan hệ với ai Tất nhiên là trừ mấy anh em cùng thuê nhà Có chút ý vị giống con thú bị thương Mò về ổ tìm kiếm chút an ủi từ tình thân đồng loại tiếp tục cúi đầu nhập số điện thoại di động vừa mới mua số cũ mất rồi không đóng tiền bị khóa chẳng buồn lấy lại nữa may mà có cuốn sổ chép tay diệp doanh chọn những số hay liên lạc nhập vào dù vẫn đau lòng buồn bã nhưng phải quay về cuộc sống bình thường thôi có những thứ không thể không bỏ xuống không thể mãi chìm đắm và nhung nhớ nhận điện thoại trầm tư nhập số một loạt hành động quái dị của diệp soái lọt vào mắt ba người anh em hàn đông cang đưa mắt tay hiệu cho điền viên và bình quả vừa chuẩn bị xong bữa sáng do dậy muộn đánh đầu về phía diệp soái ba anh em thì thầm thương lượng gì đó gật đầu đồng thuận đôi hàn đông cang đi về phía diệp soái hai thằng b hai bắt mì ăn liền đi theo chẳng mấy khi có một ngày nghỉ chẳng mấy khi có tâm tình thả lòng thoải mái hàn đông cang tới hỏi thăm diệp soái cha y có khỏe không diệp soái cười gật đầu không muốn nói nhiều về chuyện này lão hàn ngồi xuống bố vai diệp soái chuyện lần trước tôi nói với cậu đó cậu có để trong đầu không vậy hôm qua lôi hân lôi còn gọi điện thoại hỏi xem có muốn tới duy sĩ làm việc hay không tôi thấy cậu nhanh nhạy có vẻ hợp đấy làm việc săn đầu người vài năm có khi còn mượn công làm tư kiếm được em gái ra tầng tri thức không phải tốt à diệp soái lắc đầu anh lại không biết tháng 5, 6, 7 là mùa tiêu thụ nước giải khát tốt nhất trong năm. Từ tháng 8 nhập học là đục bán sách tư liệu các loại, đội nhập đông càng bận rộn. Tôi kiếm chắc 5-7 ngàn một tháng, có ngốc bị đi kiếm 3 ngàn. Nhưng mà mỗi ngày về chạy đông chạy tây, khiến lên khuân xuống vất vả lắm. Hà Đông Quang khuyên. Tôi cũng muốn kiếm tiền nhàn nhã lắm, nhưng chuyện tốt ở đâu ra, anh biết tôi mà, tôi ghét nhất bị người khác quản. Cái tính con lừa không biết tốt xấu của cái thằng này Nó lại trôi dậy rồi Hàn lão đại đánh mắt Đền viên nuốt nốt miếng mì ngồi xuống giường Thần sắc trịnh trọng Nhị ca chuyện đó không thể làm mãi được Anh bán toàn mấy thứ hàng giả Hàng nhái kém chất lượng Bị người ta bắt được không có kết cục tốt đâu Em thấy anh nên tìm công việc nào ổn định đàng hoang chút Khỏi về suốt ngày nơm nớ nớp lo sợ Anh cũng muốn bán hàng thật lắm chứ Nhưng có đâu Diệp xóa nhìn cái mặt béo tròn Mà sò trá của đền viên là bực rồi Mày bán máy vi tính Mà còn dám giáo dục anh à Linh kiện của bọn mày toàn là hàng nhái Không thì cũng là hàng nhập lậu Hàng cũ tân trang Ăn thịt người ta tới ăn cả xương rồi Chuyện này làm sao trách em được Giờ bán đồ cứng dung lượng lớn Mà không chứa ít phim hay Người ta còn chẳng thêm mua ấy chứ Thằng này vừa biện giải đã lạc đê Đúng là ăn hại không trông cậy gì được Kéo sang bên đến bình quả đa trận nhìn di động của diệp soái cười nịnh nhị ca là lão đại bảo em khuyên anh em thấy cũng có lý lắm sống phải nghĩ sao một chút nên tìm việc gì có thể làm lâu dài có thể tiến bộ và mình thích anh cứ phiêu bạt mãi thế này mỗi lần lại làm từ đầu không phải lãng phí cơ hội à? nghe đó chưa mọi người đều muốn tốt cho cậu mà hắn đông cang tranh thủ khuyên tôi không nói tới an bài của cha cậu nữa nếu không có cậu tới duệ sĩ thử xem dù gì người ta có công ty con khắp cả nước mấy mấy thành phố lớn đều có chi nhánh danh tương lớn làm việc công ty lớn cơ hội nhiều hơn ở mấy quán nhỏ như chúng tôi người này cậu làm được đấy không cần bằng cấp hay trình độ ngoại ngữ cậu có mắt nhìn người lại giỏi ứng biến lắm trò biết đâu cậu lại làm ra thành tiệu ấy chứ không đi thì cậu làm gì lại như mọi năm được ngày nào hay ngày ấy à tôi cũng đang quy hoạch cuộc đời đấy chứ Nhân lúc còn trẻ làm nhiều một chút Kiếm chút tiền Đợi năm 30 tuổi thì tự mở cái quán nhỏ 40 tuổi nghỉ hưu 50 tuổi dưỡng lão không thiếu tiền Sao lại nói là xung qua ngày Diệp xoáy gặp cuốn sổ tay lại Bắt đầu diễn giảng Lão đại Đừng hỏi tôi tính chuyện tương lai là sao Anh thì thế nào Anh đã nghĩ chưa Dù anh từ thực tập lên được phóng viên chính thức thì sao nào Một tháng vài nghìn Thêm ít tiền tăng ca Sai bảo người ta như gia giúp Có ý nghĩa gì chứ anh nhìn lại anh đi Mới thức đêm vài năm mà giờ sức khỏe kém thế nào Chống đẩy được 10 cái không Tôi thấy cứ thế này Anh không cần nghĩ tới dưỡng lão nữa rồi Mà cái tòa báo của anh chỉ là nhánh nhỏ Khác gì sạp hàng bê lê đường Không chừng mai đô bể luôn đấy Tôi thấy anh nên theo tôi làm mới đúng Tranh thủ có chút tích lũy mà dưỡng già Hàn Đông Cang tức tới mắt chỉ còn lòng trắng Chỉ mặt Diệp Xoái không nói ra lời Nói xong lão đại Diệp Xoái lại quay sang hai thằng đồng phạm mông bự so với hai người kia mày có tiền đồ hơn hẳn đấy vì sao mở nọ còn một chút lương tâm mày thì đến chút cạn cũng không còn phát anh nói em thế à chúng ta thì khác gì nhau điền viên nghe không lọt tay nữa không phải anh mắng mày mà anh nói mày có tiềm chất thành công nhất đấy từ khi mày vứt bỏ thể diện đi bán linh kiện máy tính anh thấy cánh cửa thành công mở ra với mày rồi diệp doái cười thiện trí xong anh thấy mày chọn nghề không đúng rồi không nên khuất mình giữ người ta như thế không đúng chỗ nào thì anh nói phải làm sao theo anh chứ còn sao nữa anh thấy mày béo mũm mĩm Bà vòng bằng nhau mày thấy anh có giống chai đồ uống không mặc thêm cái áo của nhà phân phối trực tiếp hóa thân thành biển quảng cáo sống si sao lại không làm chứ mỗi tháng kiếm ơn bây giờ hai ba lần đấy không đi theo anh tổn thương tự tố lắm Điện viên bị Diệp Xoay nói cho đỏ mặt tía tai Ôm bắt Mỹ đi ra khỏi phòng Diệp Xoay anh chẳng giữ lại Ánh mắt chiếu vào bình quả Đang cười đều thằng bạn Quả nhi Nghe anh nói này Thực ra năm nay anh định làm lớn đấy Không phải cò con như mọi năm đâu Hiện không thiếu gì cả Chỉ thiếu người thôi Nếu không mày đừng làm quảng cáo nữa Thôi anh bán đức giải khát đi Sáng nay ông chủ bị gọi điện thoại cho anh rồi Anh đang định kiếm một mẹ lớn đấy Được bao nhiêu bình quả vốn không muốn làm việc mất nhân phẩm đó đâu nhưng mà nghe tới tiền nên hỏi chút hỏi thôi mà có chết ai đâu vài vạn làm bao tháng bằng tiền lương cả năm diệp xoái nói vọng ra ngoài mông bự có đi không bằng vàng cái mông không biết mệt của mày kiếm hơi bị được đấy thôi đi mùa hè cũng là mùa tiêu thụ vàng quả máy vi tính không đi điền viên từ chối dứt khoát diệp xoáy dụ dỗ quả nhi Mày đừng có suốt ngày mải mê tan phét với mấy cô bé Tranh thủ kiếm ít tiền Mai này về quê sửa lại nhà cưới vợ mới là chính đạo Mày thật thà mua tháng kiếm 2-3 nghìn đồng Thích uống nước quả cũng không dám Toàn đời anh mua rồi uống miễn phí Sao phải sống khổ thế Đi theo anh đi Làm chủ thủ cho anh Em thấy thôi đi Anh làm việc khiếp lắm Trời nóng cháy ra thế này mà ngày ngày chạy đi chạy lại ngoài đường Một ngày lột mấy lớp da cho đủ Em không chịu nổi Bình quả nhìn cơ bắp đen như thép nguội của Diệp Soái mà khiếp. Mỗi năm tới mùa này, Diệp Soái lại đen thêm vài phần. Tiền kiếm được cũng khiếp đấy, nhưng không phải người thường chịu nổi. Sư Nhị Ca lại rủ đi nên chuẩn trước. Hai đứa chạy rồi chỉ còn lại Hàn Lão Đại. Hắn tất nhiên không chịu làm việc này. Diệp Soái thất vọng vũ đùi. Anh nhầm với nhau sao không có ai chung chi hướng với tôi chứ? Lão Đại, anh đừng nhìn tôi như thế. Tôi thừa biết ý anh, anh tích cực tác hợp cho tôi với công ty dưỡi sĩ kia Vì muốn nhân cơ hội này Để nối lại tình xưa với lôi hân lôi chứ gì bối ích thôi Lão đại Anh không rút tí kinh nghiệm nào sao Phải có chút cơ sở kinh tế rồi hãy nói chuyện tình cảm Nếu không anh làm gì cũng phí hoài thôi Với thu nhập bây giờ của anh tối đa chỉ đủ để làm chút tình một đêm Khỏi mơ tới lâu dài Hay là anh từ trước đi Hai ta làm cùng nhau Anh cẩn thận làm quản lý được đấy Bữa vặn mặt này tôi kém Thôi tôi không khuyên nổi cậu, cậu cứ làm theo ý mình đi. Hàn Đông Cang đứng dậy, ý tốt bị người ta cười nhạo, ai chịu nổi? Diệp Soán giữ lại. đừng, lão đại, anh không thấy công việc sáng, sáng các cặp đi, tối hết giờ về quá thiếu sáng tạo à? Anh không thấy suốt ngày xuống dưới sai bảo của người khác vô bị à? Anh hiểu lầm về cuộc sống ổn định rồi. Tòa báo của anh chẳng phải công vụ viên cũng chẳng phải biên chế sự nghiệp, một tờ báo nhỏ giờ tồn tại gian nan, anh không tự tìm lối ra cho mình à? Tốt nhất là mấy anh em ta trói vào làm một Kéo này thua rồi thì cũng lắm làm công việc khác Nhưng nếu vẫn tốt chút Tiêu góp được ít gia sản Khi đó kinh doanh đầu tư đều được Lôi hân lôi theo đuổi anh Anh có đuổi đi ấy chứ Ê đừng đi tôi chưa nói hết Tôi thật lòng mời anh mà Người thường tôi không thèm nhìn chúng đâu Tốt nhất là cậu đừng nhìn chúng tôi Hàn Đông Cang giờ khóc giờ cười Không thèm để ý lời dụ dỗ của Diệp Doái nữa muốn định khuyên đi đừng đứng núi này trông núi nọ khuyên đi khuyên lại bị người ta nói cho dao động rồi đi hết rồi chả dụ đừng một ai diệp soái không thất vọng lắm muốn người khác bước ra khỏi vùng an toàn là không dễ dàng y cũng vậy thôi nếu không trải qua chuyện vừa rồi thì y hẳn cũng bị cuộc sống mài mòn lão già nói đúng không có cơ sở kinh tế chẳng làm được lão ấy cũng nói trí tuệ dân gian có thể làm lớn à Diệp Doái không nhớ đó mấy câu chữ lý Đại khái là vậy Lão già nói y có thể làm việc lớn hơn mà Diệp Doái đứng dậy Mặc nên người bộ quần áo vài chục đồng Hôm nay trời nóng mà cái quần lửng động thung thinh Đi dép lê ra ngoài Điền viên lười về phòng ngủ Bình quả đeo tay nghe chơi game say xưa Hàn lão Đài vẫn còn tính thư sinh Đang ôm quấn từ điện lớn Không biết tra cái gì Bốn người đều có cuộc sống riêng Không biên cứng được Diệp Doái báo một câu rồi ra ngoài Vừa ra cửa sóng nhiệt ập vào mặt làm y phải cao mày Xem ra mùa hè năm nay kiếm tiền không dễ dàng rồi Gần tới buổi trưa Bất kể là trong nhà hay ngoài đường Chỉ có một cảm giác Nóng Hai bên đường hàng cây cối xanh mướn mướt Chiêu thức người qua đường cúi đầu đảo bước Đến mặt đất tự hồ cũng bị nung cho bốc lên hơi nóng Từ đầu đường tới cuối đường khắp nơi là người đi đường, ô tre, mũ lưỡi chai, thi thoảng ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà cao tầng làm người ta loa mắt, tăng thêm vài phần bức bố trong lòng. Nóng, quá nóng, đối với thành phố hơn 7 triệu dân cư này, thời khắc khó sống nhất trong năm bắt đầu rồi. Ngoại thành phía Bắc, gần đường cao tốc, cuối đường Thụy Đạt, mấy chữ giải khát phi bằng treo ở nơi bắt mắt nhất trên cây bên đường, xe qua xe lại cách 1 km vẫn thấy đó rằng chữ đất lớn đất khí phách thể hiện được khí thế của công ty này toàn lạc dưới tấm biển đó là địa điểm rộng hơn ba mươi mẫu trong đó có tòa nhà cao 10 tầng và 12 hai kho hàng đồ đầy áp đảo dưới nước giải khát của trung châu sự thực thi nghiệp vụ nơi này không chỉ giới hạn ở trung châu nữa toàn thành có tám thành phố hơn trăm nguồn hàng đều tới từ nơi này gần trưa đôi các loại xe vào công ty từ trên xe xuống là người đi một mình hoặc kết bạn với nhau Nam nhiều nữ ít Đa phần là trung niên Nhìn một cái là biết người có gia đình có sự nghiệp Họ nói khẩu âm Trung Châu là chính Nữ trợ lý giám đốc Tần Nhiễm Dẫn một nhóm nhân viên nghiệp vụ đón tiếp ở sành Ăn bài người đưa lên phòng hội nghị Mỗi năm trước khi mùa tiêu thụ tới Công ty đều tổ chức một cuộc đại hội bán hàng Sản phẩm mới đưa ra thị trường Phân chia khu vực Điều chỉnh giá cả Chính sách ưu đãi đều giải quyết ở đại hội Giữa công ty và nhà buôn Thì quan hệ lòng lèo không vì phí bằng trực tiếp phân phối hàng mà thiếu đi bóng dáng họ ngược lại những người này mỗi năm tiêu thụ một phần ba tổng lượng hàng của phi bằng không thể xem nhẹ tổng cộng có 24 mươi vị phần đông là khách hàng lâu năm rất quan thuộc với tần nhiễm thậm chí có người tần nhiễm nhớ đi từ xe an to chuyển sang passat từ passat sang honda hôm nay lái mà xe tới đôi gần như chứng kiến cả lịch sử phát triển chào hỏi lần lượt từng người vị cuối cùng làm Vương Chiến Cường tới từ khu Đông Tân Nam trên 20 đi chiếc xe Phú Khang tư gầy bắt tay Tần Nhiễm Trợ lý Tần sắp điều chỉnh giá cả hả? Không chỉ điều chỉnh giá cả thôi đâu Ông chủ Vương năm ngoái anh mới gia nhập nên không hiểu tình hình Mỗi năm đều có đại hội bán hàng thế này Chẳng có chuyện gì cả đâu Tổng giám đốc Lâm muốn gặp mặt mọi người Mời khách hàng lớn ăn cơm Tăng cường liên hệ thôi Mời Trần Nhiễm đưa tay mời ông chủ Vương vào thang máy Ấn tầng 10 Quay sang nở nụ cười nghề nghiệp Vị này là người mới Nhưng chiếm cứ vị trí hoàng kim ở khu Đông Tân Lượng tiêu thụ tăng bọt Trên chân vào hàng ngũ khách hàng lớn Từ khi nhận thiệp mời Còn không biết xong mình thăng cấp rồi Ông chủ Vương khách khí Tôi thì tính là khách hàng lớn gì chứ Đâu nhờ xung quanh có mấy cái trường học À phải rồi Trở đi tầng Tôi nghe nói chúng ta lấy được quyền đại lý đồ uống dấm táo rồi à đúng thế bốn quyền kinh doanh đại lý thuộc về tam lộc tam lộc xảy ra chuyện đại lý và kênh tiêu thụ kẹt mấy trăm vạn tiền hàng không bán đi được trả không xong sụp đổ trong một đêm ngành này của chúng ta lên nhanh và đồ cũng nhanh mười năm qua có bao nhiêu thương hiệu sụp đổ tôi chẳng nhớ nữa tần nhiễm giải thích ông chủ vương không tự nhiên lắm trong lòng thầm tính toán bộ làm ăn này có nên tham gia không đúng như trợ lý tần nói nghề này phân lên nhanh đồ cũng nhanh Mấy năm trước còn có thể mua nợ ở đại lý để giảm bớt áp lực tài chính. Bây giờ đại bộ phận thành tiền trao cháu múc, đặc biệt vào vụ tiêu thụ, bất cần chút mất cả gia sản chẳng chơi. Lên tới tầng 10, Tần Diễm gọi nhân viên tới phân chia tài liệu cho khách hàng. Không bao lâu sau, tổng giám đốc được thư ký tháp tùng tới nơi. Tổng giám đốc giống hầu hết các ông chủ lớn khác, bụng vệ, mặt béo tốt, cười không thấy mắt đâu. Vừa vào đã thân thiết chào hỏi lão Lý, lão Trần, quan thân lâu năm được trợ lý giới thiệu bắt tay người mới ông chủ vương cho chuyện một lúc làm ông chủ vương kích động lắm phải nói thế nào nhỉ kỳ thực người càng có tiền tới mức độ nào đó họ không không khách thích khoe của như dân gian đồn ngược lại đa phần khiêm tốn lịch sự ngược lại người từ tầng dưới ngói lên từng chịu khổ cực mới càng có kiểu đó hàn huyên vài câu chủ khách ngồi xuống vương chiến cường có ấn tượng rất tốt hội nghị bắt đầu đơn giản thôi với đặt hàng 3 tháng, trợ lý Tần giới thiệu các thương hiệu vừa mới ký kết đã có hết trong tờ tuyên truyền. Có người đề xuất nghi vấn về giá cả, tranh thủ kéo dài thời gian thanh toán tiền. Trợ lý Tần có vẻ quen thuộc chuyện này lắm, nói một câu, giá của phi bằng là thấp nhất thị trường, sau đó khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Không khí chẳng sôi động, chẳng buôn tè, Vương Chiến Cường cùng đồng nghiệp xung quanh nhỏ giọng bàn tán, thống nhất nhận thức, nói đi nói lại cái đại hội này chủ yếu là đại lý thăm dò bài tẩy của lái buôn Lái buôn thì ước chừng hàng tồn kho của đại lý để ép giá Cái nghề này từ đại lý tới kênh phân phối Từ kênh phân phối ra thị trường cơ bản hình thành mô hình cố định chắc chắn Nhiều thương hiệu đã có tiếng trong lòng người tiêu dùng Căn bản không cần qua tôn sức tiếp thị Lợi nhuận ít nhưng lượng nhiều Thế nên bán được một cái là tiền un un về Kẹt hàng một cái cũng chết luôn được Lợi nhuận mỏng quá mà không bù nổi số hàng tồn xung quanh bàn tán giá cả, đòi hỏi về sản phẩm mới, đòi hỏi ưu đãi. Vương Chân Cường hứng thú với tổng giám đốc Lâm nhiều hơn, vị này là nhân vật truyền kỳ trong giới rồi. Nghe nói tổng giám đốc Lâm này 20 năm trước còn đầy xe bán kem ngoài đường, có được ít tiền, nhân lúc thị trường giám sát chưa chặt, hàng giả hoành hành, mưa sừng nhỏ kiếm không ít. Đối tới thời thương hiệu nước ngoài ùn ùn kéo vào trong nước, ông ta chuyển sang làm đại lý, làm ăn chính quy đàng hoàng, không được vài năm, các nhà xưởng nhỏ sụp đổ, phi bằng cứ thế lên mãi, giờ tạo thành kênh tiêu thụ lớn khiến người ta phải tới xin chén cơm. Đại hội tiến hành đơn giản tới khi đến số lượng hàng ước chừng, Vương Chính Cường chấm trước một lúc, không dám báo nhiều, các trường đại học nghỉ hè, lượng tiêu thụ giảm mạnh mà lái buôn phân chia khống chế khu vực rất nghiêm, nếu vượt địa bàn e là người ta cáo trạng lên tổng bộ, lúc đó khó coi lắm. Điền xong còn cho rằng đại hội vậy là kết thúc, không ngờ chỗ đi tần lại bê chồng tư liệu phân chia cho mọi người Mới nhìn ngần ra Nhìn lần nữa bật cười Cười há hả Vì sao thế Thư ký đi vào mang theo một đống đồ uống Tổng giám đốc lâm cười khổ nói Một nội dung hôm nay là triển lãm Câu câu trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô cùng vô tận Chuyện này chúng ta không phục không được Ví dụ Coca-Cola chỗ này làm cái dấu gạch ngắn Thành Coca-Cola Đúng là sức sáng tạo vô cùng phía dưới cười ha hả nhìn thoáng qua cứ tưởng coca cola té ra là coca cola giống gạch nhỏ gần như mọi người bỏ qua hết còn cái này nữa năm nay lưu hành ba bản tổng giám đốc lâm giơ lên chai Sprite à không phải là sprite và Sprito mọi người xem rõ chưa cái này là Sprito chữ o gạch ngang một cái nhìn xa như chữ e vậy có bực không cơ chứ đây đây nữa Nước dày khác, wahaha thành wakaka, thật đúng là. Cái chuyện này vốn làm người ta tức giận, nhưng mà Bái đái ở trường hợp này, toàn người tinh minh lại thành buồn cười. Đây nữa, kiện lực bảo thành kiện sức bảo, mà những cái này chưa phải tệ nhất, Của công thương nam thành tháng trước cho ra một nơi làm giả Coca-Cola, dùng chai tụ hồi cũng in nhãn giả. Mọi người chưa có cười mấy thứ hàng giả hàng nhái này ăn của chúng ta gần một ngàn vạn lợi nhuận mỗi tháng mà chỉ riêng trung châu thôi đấy tổng giám đốc lâm tung đam một con số quả nhiên khiến tiếng cười lăng xuống một người ở dưới lớn tiếng nói tổng giám đốc lâm chuyện này ai chẳng biết nhưng chúng ta có cách nào đâu toàn là đám đầy xe ba bánh bán khắp đường chúng ta chẳng thể đi đuổi chúng đúng thế loại hàng giả thế này giờ có cả dây chuyền sản xuất luôn chúng không nổi Tôi biết loại coca, cola này, giá bán buôn một đồng, giá rẻ là chu rượu vững chắc, chỉ cần rẻ sẽ có người mua. Lại còn loại nước tinh khiết bán khắp nơi, cả thương hiệu chưa bao giờ nghe thấy, làm nước khoáng của chúng tôi bán không nổi mà chênh nhau có năm hào. Nếu không có đám này phá đám, lợi nhuận của chúng ta tăng thêm 20-30% kỹ thuật rất dễ dàng. Chúng ta có khả năng thiếu hàng, chứ đám đó chưa bao giờ có chữ thiếu, đấu trả lại. Thế là không khí hội trường sôi nổi hơn hẳn Mỗi người một câu Phân nổ thì ít mà bất lực thì nhiều Văn hóa hàng giả vĩ đại đã ăn sâu tới đủ mọi mặt cuộc sống Nhìn quen rồi thành trơ ly Huấn ngộ kinh doanh cái nghề này đa phần từ tiểu hộ đi lên thành đại hộ Bao gồm phi bằng đều từng bán hàng giả cơ mà Mọi người yên lặng, yên lặng nào Tổng giám đốc Lâm khẽ khẽ có bàn tay hiểu Để tất cả chú ý vào mình mới tiếp tục Tôi biết mọi người ghét cái ghét đắng thứ hàng giả hàng nhái này Nhưng chẳng làm gì được vì chúng hành ảnh khắp nơi Nó thật bao năm qua bí thư hàng này làm sức đầu mẻ chán Tôi cũng mất đi lòng tin rồi Có điều bóng tối là tạm thời ánh sáng mới là vĩnh viễn Không giấu mọi người 20 năm trước cái rừng nhỏ ra công sản phẩm của tôi Cũng thuộc phạm trù hàng giả hàng nhái Có điều cuối cùng vẫn đi về chính đạo Dựa vào lừa gạt bịp bờm sớm muộn sẽ lật thuyền thôi Bây giờ vấn đề an toàn thực phẩm đã rất nghiêm trọng rồi bất kể là chính quyền hay dân càng ngày càng có trọng. Nhân cơ hội tốt này, chúng ta toàn thể hành động làm sạch thị trường, điều này trăm lợi mà vô hại. Đạo lý to tát tôi không nói nữa. Mùa hè năm nay công ty còn có một hành động lớn thông báo với mọi người. Dừng lại một chút, khơi lên sự tò mò của mọi người, tổng giám đốc Lâm tung bài tẩy đa, giọng nói hùng hồn của Vũ Sĩ Khí. Mọi người, đây là tin tức tốt. Mùa hè năm nay Phi Bằng sẽ liên kết với các nhà máy lập một quỹ phần thưởng trị giá 100 vạn chuyên môn đã kích hàng giả hàng nhái công ty chúng tôi đã đặt thành nhận thức chung với cục công thương cục kiểm định chất lượng chỉ cần mọi người phát hiện nơi nghi có hàng giả tuyệt đối không bỏ qua nói riêng với mọi người tố cáo dây chuyển sản xuất 10 vạn tố cáo một cơ sở được 5 vạn tố cáo một kẻ buôn bán hàng giả thường một vạn phát hiện một chai đồ uống giả chúng ta mua lại theo giá thị trường khoản tiền này tôi muốn tặng cho các vị để mùa hè năm sau mọi người tham dự đại hội đều bằng xe Audi mọi người có lòng tin không một người hưng phấn đứng dậy vỗ tay đối hai người cuối cùng hai mấy khách hàng lớn vỗ tay rào rào lòng tin gấp bội nghĩ tới hành động trọng đại như thế sẽ ảnh hưởng lớn tới lượng tiêu thụ làm sạch không thể nào chỉ cần mọi người cùng hô hào làm thành thế trận thật lớn thêm người mặc đồng phục ra mặt kết quả trực tiếp sẽ là tiêu thụ tăng vào đôi thế là lượng đặt hàng tăng thêm 30% ở một góc khác của trung châu một nơi chẳng nghề bắt mắt đi theo đường thay phiên về phía nam ở nơi tiếp giáp với ngoại ô nơi nhà dân đường cũ nằm kề sát với ruộng rau với nhà kính diệp xoáy chuyển hai chuyến xe mới tới nơi rùa có đường của rùa đánh có lối của đánh loại người nào đi loại đường ấy lão bì của sườn đồ uống nhỏ cũng là quen qua đại nghiêu khi học đại học thường lôi kéo diệp xoáy giúp đỡ lúc vừa tốt nghiệp trong quãng thời gian không nhà không nghề diệp xoáy nghĩ tới nơi này mùa thu năm đó trinh quài đại nghiêu la sách một đám anh em khu tập thể đường sắt, không chế cả thị trường đường sắt Thành Nam, gần như đem hàng của lão bì bán sạch. Từ đó trong mắt lão bì, Diệp Xoáy là chưa bài vàng, đều bị không gì thay thế. Tiếng mùa hè là tìm Diệp Xoáy trước tiên. Diệp Xoáy quen biết nhiều, lắm thủ đoạn, chưa từng làm lão bì thất vọng. Đi theo con đường nhỏ, nhà cửa 2-3 tầng, hàng quán lộn xộn nơi này là thôn Hoa Trải. Mười năm trước sản xuất linh phụ kiện xe hơi nổi tiếng từ xe đắt tiền nước ngoài tới xe sản xuất trong nước thiếu gì cứ tới đây tìm đảm bảo có về sau mấy nhà máy lớn dân doanh lập nên người kinh doanh càng làm càng chính quy thế là mấy nhà xưởng nhỏ dân bị đào thải chỉ để lại những bức tường cao loang lổ cánh cửa sắt hoen gì kể lại một thời huy hoàng à một trong nhà xưởng đó là nơi thường trú của lão bỉ kế hoạch lớn của diệp soái năm nay bắt đầu từ đây thật trùng hợp cũng là lúc phi bằng đả kích hàng giả hàng nhái cửa sắt đi rồi, không thể gõ chạm vào một cái là đầy rỉ sắt Dẹp xoáy chẳng khách khí có chân đá vài cái bên trong liền hô tới đây tới đây chính là cái giọng oang oang của lão bì nơi này diện tích vài mẫu gần ngoài ô thích hợp hành nghề cơ động trong tay lão bì còn năm sáu tên thủ hạ xe bảy tám cái toàn là xe đạp ba bánh chính nhờ đội quân du kích này mà vượt qua cục công thương thanh quản làm giàu đâm một cái cửa ra một đám dân đâu đi ở đây mặt lông mày trù xề mắt to mồm rộng đứng đó vừa thấy diệp xoáy mừng rỡ ôm chầm lấy như gặp lại anh em mất tích lâu ngày ui úi đợi cậu mãi thôi hai tuần liền không tìm thấy cậu hỏi ai cũng không biết còn không tìm được cậu thì chuyến này tới trung châu phí công rồi buồn ra nóng chết mẹ diệp xoáy thoát khỏi vòng tay của lão bì đừng nói lời buồn nôn nữa mà anh cũng hơn 40 mươi đôi không thể bớt bớt chút đi à tiền kiếm bao nhiêu cho đủ Lão Bì cực kỳ khoan dung với Diệp Soái. Thì cậu nói đây thôi, đi thôi Tiến má bao nhiêu cho đủ chứ Với năm nay anh chuẩn bị kiếm bao nhiêu đây Hà hà Cái này phải xem cậu Nói thật nhé Tôi không muốn làm cái việc này nữa Kiếm đồng tiền mà giật mình thon thót Diệp Soái làm đáp vẻ chẳng mấy nhiệt tình Lão Bì cười nịnh Đừng mà Chúng ta có bán hàng giả hàng nhái đâu Tuy là nhà xưởng nhỏ nhưng lợi nhuận khả quan Thôi đi Hàng của anh còn bán chẳng bằng hàng giả hàng nhái Đầu năm là Úc Đắc Tư Cuối năm Úc Đệ Lợi Mỗi năm thay tên một lần Lượng tiêu thụ lên được mới lạ Thì vẫn hơn Sprito, Sprite, Coca Cola Đi đưa hàng cứ như đi ăn trộm Chỗ chúng ta dù sao cũng là kinh doanh hợp pháp Hợp pháp hay không hợp pháp tự anh biết Hàng hết hạn cũng tính là hợp pháp à Hè hè, người nhà cả, vạch mặt nhau làm cái gì? Lão Bì mặt dày mày dạn cười hi hi, đó là nguyên nhân Diệp Soái thích hắn, lúc nào cũng cười được, tuổi nhiều hơn y gấp đôi, chẳng để ý trên dưới gì hết, rất thoải mái. Đành gẫu vài câu, hai người đi vào sân, trong sân đỗ hai xe hàng, hai cô hàng đóng cửa. Nơi ở cũng là một kho hàng, vén đàm đi vào chào hỏi mấy người đưa hàng quen biết. Năm người tụ tập quanh cái bàn lớn, đó là đội ngũ của lão Bì, sắc mặt không tốt lắm, làm Diệp Soái không yên tâm. Về lý luận với thời tiết này thì không nên có bộ mặt như thế Trời càng đóng thì càng vui mới đúng chứ Sao thế tiểu bì Lão bì trừ lương cậu à Diệp xoáy hỏi chàng trai mặt trót Cháu ngoại của lão bì Nhưng hắn lắc đầu không đáp Lão bì lấy đam một sấp giấy tờ đặt vào tay Diệp xoáy Xem đi Giấy phép kinh doanh Báo cáo kiểm định chất lượng Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Đừng đóng giấy tờ này tốn của tôi nửa năm đấy Chà anh trở thành công dân tuân thủ luật pháp rồi Thật hiếm có Diệp xóa trêu gạo Bốn tới đây trả lời là không muốn làm chuyện bán hàng giả nữa Nhưng mà nghe Lão Bì nói có giấy tờ rồi liền xem thật kỹ đúng là đủ cả Nói tới tuân thủ pháp luật Lão Bì cũng chẳng thấy vẻ vang hơn Không tuân thủ không được Bây giờ chẳng cắt lắm Cứ đánh du kích mãi không ổn Nên năm nay tôi tổ chức thành sinh nhập hợp pháp rồi Đăng ký thành lập cơ cấu tiêu thụ ở đây Thôi 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 đừng bốc phét lại còn cơ cấu tiêu thụ diệp xóa anh chưa một câu lật xem photocopy giấy phép kinh doanh tới mục giới thiệu sản phẩm kinh ngạc thốt lên sao lại lấy cái tên này ác à, nhĩ mã không hay à sao anh không đặt luôn là ốc nhĩ ốc đi cho rồi nói cái này làm cái gì đồ anh mày làm ra rồi chẳng lẽ đem sửa được tôi tôi xem nào nếu là bán hàng thật kinh doanh đàng hoàng Diệp xoáy cũng muốn thử xem Ai mà muốn cả đời làm kẻ bán hàng giả Lão Bì đã hiệu cho thủ hạ Chụp mắt lấy từ kho hàng đa vài chai Tiểu Bì đặt lên bàn Trùng loại rất đầy đủ Hai loại nước co gà, bốn loại nước hoa quả Hai loại sữa, sáu loại nước ép Bây giờ kiểu dáng chai hoàn toàn mới Thành chai miệng lục năng rồi Thế ra là muốn tạo thương hiệu cơ đấy Mà loại thương hiệu không có cơ sở thị trường Thì bán còn có hơn đồ giả Thế nên Diệp Doái nhìn ngang nhìn dọc Nhìn lên nhìn xuống Hít hơi như đau răng Lão Bì vội vàng bức phép Năm nay chúng tôi dùng mức lương cao Mười mấy kỹ thuật viên gia nhập Đưa ra mười mấy loại đồ uống Sau này còn có dấm táo, nước lê Sữa chua lợi khuẩn nữa cơ Về mặt tiêu thụ cũng bỏ công sức rất lớn Giám đốc nhà máy biết tôi nhiều bạn bè Nên giao quyền đại lý Trung Châu cho tôi Thế nào? Đi theo huynh đệ sáng nghiệp đi Tương lai tạo nên thương hiệu dân tộc sản nghiệp địa phương chúng ta là nguyên lão lập quốc đúng không mọi người ai dè giới thiệu nhiệt tình như thế mà kết quả là chẳng ai hưởng ứng âm ư trong miệng cho có diệp xóa anh nghe bọn họ phản ứng yếu ớt là biết tám thành quảng bá sản phẩm mới không hiệu quả rồi lão bì nhiệt tình như thế chẳng qua là vì muốn tìm chân chạy có ưu thế địa phương như mình diệp xóa anh nhìn đám lão bì ăn mặc như nông dân lên thành phố lại nhìn chỗ ở lâm thời bàn gỗ kê sát nhau làm giường dù có tuyển công nhân tạm thời Người ta nhìn cái cảnh này Còn nghĩ xem đi làm có được trả tiền công hay không Ưu ừ thế chỉ được cái nguồn hàng sung túc Hai cây khó chất đầy luôn Từ mùa hè công việc nhiều lắm Diệp Soái lại quen việc đôi Kiếm chỗ làm khác rất dễ Thế nên có nên làm ở đây không Diệp Soái trần trừ Đâu ngờ cái đội ngũ hàng giả nhận chiêu án quay về chính đạo Nhưng chính đạo tăng thương chẳng dễ đi Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.